Hello các bác biết đây đang ở đâu không? Đấy, để em quay dàn trước nha. Đó, đây là sân bay Nội Bài, sảnh đi các nhà ga nội địa. Đấy, thì hôm nay thì em Mịch đây, em Mịch là khởi hành đi vào Đà Nẵng để mà xem và mua con Xpander kia, hai thằng kia. Hùng với lại Mậu, Hùng với Mậu là hai anh em nó đi giao xe ở Hà Nội này, tiện thì là em đi con xe này xuống đây, sau đó là hai thằng em nó sẽ đi con xe này về. Đấy, rất là tiện phải không? Thì sáng hai thằng em là đi giao hai xe đấy, sáng giao hai thằng em đi giao hai xe liền đấy, và bây giờ thì bọn đều giao ở Hà Nội hết, một thằng giao là Hà Nội, một thằng giao ở Ninh Bình. Rồi bây giờ xuống lấy đồ, khẩn trương xuống lấy đồ. Ôi giời. Ừ, ôi giời, bấm mở cửa mới chơi. Anh Hiếu đi mỗi hai anh em đi à? Không, hai anh em đi. Mịch lấy đồ của mình nhá. Đấy. Rồi, hết rồi. Kia còn đồ của mình kia nó các cầm sau. Mình cứ đi vào đây mình đứng cái đã. Đây, bắt đầu 3 giờ kém là bọn em sẽ bay đi Bamboo các bạn ạ. Đấy. Tiện ghê đấy. Rồi, vào em quay tiếp nhá. Bây giờ bọn em phải đi vào trong check-in. Check-in à, kìa Đà Nẵng kìa, xem cái chuyến bay của mình là chuyến bay thế nào. QH115 à, đây vào để check nhá. Dạ vâng 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 anh ơi, em rất xin lỗi anh nhé, em đang trên lên cái cửa máy bay cho nên em không nghe được, em đang trên đường vào Đà Nẵng. Thế là lúc nào rảnh thì em sẽ tiếp chuyện anh nhé. Dạ vâng ạ, vâng, em cảm ơn. Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ. Vâng. Ba sáu B là mã số em. Hàng 36B cái giữa bên tay phải. À, vâng ạ. Ok, cảm ơn. Hôm nay không đặt vé hơi gấp thì cho nên là các bác thấy là khi mà đặt gấp cuối cùng ấy, thì nó nằm ở hàng cuối cùng. Nằm ở hàng ghế cuối cùng luôn. Đấy, và có 36 dãy. 36 dãy này thì mỗi một dãy nó có 6 mỗi một dãy có 6 ghế. Đấy. Đó, khoảng tầm hơn 200 khách. Chúng tôi hy vọng quý khách sẽ có trải nghiệm. Ok, đây là bên ngoài máy bay các bác nhé. Đấy. Được. Đây là sân sân bay Nội Bài. Khi nào đến sân bay Đà Nẵng thì em sẽ quay cho các bác xem nhé. Vẫn đang trên đường ra đường băng. Đây là nhà ga nội địa, nhà ga quốc tế nằm bên kia. Chuẩn bị cất cánh. Sắp sửa không nhìn được.
tiếp đất. Thấy không? Đó. Ok, đá tiếp đất. Đang đi ở trong đây gọi là thang trong cái gì? Trong ga nhà ga. Đây là đoạn này này. Lồng gọi là lồng. Cầu dã tàu bay. Cầu dã tàu bay. Đó. Rồi xuống đến sảnh các bạn ạ. Bây giờ thì tiến hành ra ngoài kia kiếm cái taxi. Đấy, hai anh em bây giờ đi taxi, mỗi thằng khoác trong cái túi. Vào nhà dân bây giờ là mua con xe đi. Đi đâu? Hai ông nào kêu Xpander chuẩn bị nhập độ, đã biết mua được hay đâu. Vẫn mất chục triệu tiền đi tiền về. Chưa biết có được hay không. Chưa biết được. Hy vọng là nó không va chạm đâm đụng gì. Đấy. À, đi dịch ở đây tí. Check in bức ảnh Đà Nẵng đấy. Bắt cái taxi đi các bạn. Đang quan 4 chỗ này, Accent này này. Taxi. Taxi. Chờ em một chút đi. Dạ. Chào. Dạ. Ý anh về địa chỉ nào? Em đi sang bên bán đảo Sơn Trà. Dạ, đây đây đây. Mở cửa cho anh đây. 225 Mân Quang 9, dạ, dạ. Quang Sơn Trà Đà Nẵng. Thôi để túi trên được em ạ. Ôi giời. Măng Quang ở đây, Măng Thái vậy. Vâng. À, Măng Quang, họ Quang Sơn Trà. Đây. Có gửi cái vị trí Zalo cho em thôi. À, vâng, có cái địa chỉ đấy. 225 Mân Quang gì đấy. Không biết là có thể là nó chính xác đến 99% thôi. 90% là vậy. Ok rồi. Rồi, phải anh nhá, đang ngồi trên em taxi này. Từ đây đấy khoảng 6-7 cây đúng không? Đến rồi, đến khu còn Xpander đèn này, 5859 chuẩn luôn. Rồi. Có cái quét mã QR không em? À có. Cho anh quét anh thanh toán. Hết nhiều tiền. Má đi hết nhiều thế nhỉ? Ở trong này taxi với đắt. Đâu rẻ hơn anh. Rẻ hơn ngoài kia nhiều. Anh đủ. Anh đi có 7 cây mà 200.000. Anh dạo này anh chơi em. Bao nhiêu? 210. 210 à? 210. Ok. Quang Đức chơi. Này, Nguyễn Quang Đức. Dạ rồi, đúng rồi. Ừ. Anh đã từng chuyển nhầm thành 210 triệu rồi đấy. Ok. Ôi, anh kia có mang đồ xuống luôn không? Để gọi hết. Anh ơi, có cần ba lô không? Có cần ba lô không? Không cần ba lô để anh đắt quá. Tội, tội của anh ơi. Anh trêu em. Ê, không biết. Đây, đến nhà rồi đây. Đây, lùi đâu đây. Tưởng lúc với cái này em bóp to nè. Ờ. Cái này phải làm lại cả một tí nắp cốp rồi. Cái này nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng xe đâu, nhưng mà phải thay cái mặt rồi. Móp một tí nắp cốp ở chỗ kia. Gọi chưa? Gọi rồi. Đang về à? Nhà có cây hoa dun này thơm lắm này. Cây hoa dun các bạn này. Thơm lắm. Thôi ra đây ngồi đợi chủ tí. Ờ. Chị chủ đây rồi à? Chào chị nhá. Cái gì lùi vào cái gì hay cái gì hút vào ấy? Ủa thằng nào tông vào? Chị, đúng hôm em quay cho anh xong cái bị hút luôn. Nhưng mà thằng nào tông vào? Dạ họ xỉn á. Họ xỉn ở đây nè. Bắt đèn nó không? Có thấy là bắt đèn. Nhưng mà xe có bảo hiểm thân vỏ không? Dạ. Có bảo hiểm thân vỏ không? Còn bảo hiểm không?
Chắc hết rồi. Phải làm lại cái này một tí các bác ạ. Nứt mất một tí chỗ này. Thực ra cái này thì nó không ảnh hưởng một tí gì cả. Kính này thì không làm sao này. Đấy, không ảnh hưởng tí gì cả. Đây. Này. Cái này mình, mua mới à? Dạ. Mình mua mới xong rồi là sao con gái lại đi xe số sàn? Cái ngày mà nhận xe với lại cái ngày mà mua xe là ngày làm việc, cho nên là không hề biết là xe nhận là màu đen hay là ô, số sàn. Mình đi đặt xe không hỏi. Tại vì cái ngày mà đi đặt xe là nhân viên đi giùm vì lúc mà công tác xong rồi đi giùm. Anh thấy người đầu tiên như em luôn. Đúng rồi. Xong rồi đến ngày nhận xe là đi làm việc mỗi được thừa cấp cứu. Anh nghi là có phải ông bạn trai ông đi mua ấy. Không, nhân viên đi ấy luôn. Đến ngày mà đi nhận xe cũng là nhân viên nhận luôn á. Trời ơi, ôi là đây này. 2019. Ta lông còn lốp theo xe. Đây lốp phải lốp theo xe này. Dàn lốp vẫn theo xe. Nhưng mà 2019 đến bây giờ nó rơi vào tầm 4 năm rồi. 4 năm rồi thì cái lốp này vẫn lốp theo xe là chuẩn này, không thể chạy nhiều được các bác nhé. Đây, các bác nhìn này, cái ta lông nó còn dày như thế này. Đấy, nhưng mà sau 4 năm là nó hơi có cái hiện kiểu dạn dạn, những tất cả những xe ít đi là đều có cái hiện tượng như thế này hết. Đấy. Để hôm đấy á. Anh ngồi thật. Đây, cái này cái xước này. Đây vẫn phải lốp theo xe này, con gái đi cho nên là vì với cái này không phải xước đâu. Cái kiểu như là nó có cái gì không phải xước đâu. Kiểu theo thời gian nó kiểu như là nó làm sao ấy, kiểu như là nó cái gì, kiểu bị ăn mòn này, kiểu thế. Lốp vẫn lốp thế. Ôi giời. Lốp vẫn theo 2019. Xe con gái chả độ cái gì, quả chỗ đôi đèn bi này mà độ phải đẹp không? Bên em là làm nhiều mã, có nhiều lực rất là phải. Ồ, ghế là vẫn ghế nguyên bản, chưa bọc nhá. Ghế nỉ luôn. Hình như con này không mấy khi chở người hay sao ấy? Chở chứ, hả? Sếp đi làm. Sếp chắc chỉ ngồi ghế kia, ghế sau chắc ít người ngồi à? À em? Dạ. Bà ghế sau là ít người ngồi à? Đúng rồi. Đây, chưa động chạm gì cái gì này cả. Wow, xem nào. Ốc zin. Phần này thấy là có một cái chỗ này bị tháo ra kiểu này. Xem nào. Zin hết. Đây, cái này là gần như là mới nhá. Không hề chở bất cứ một cái gì luôn. Mới tinh luôn. Bên này cũng thế này. Không một vết xước luôn nhé. Vệ sinh đi thì nó là như là mới anh em nhé. Đấy. Xem ghế sau có ai ngồi không nào. Ây da. Em một thứ nhá. Rồi. Bộ ghế sau gần như không có người ngồi. Ghế nỉ. Gần như không có. Rồi. Đây xem đã ngó đã. Xem có bị mất tí keo tí chỉ nào không. Đây. Cái ghế đằng sau đây này, gần như là các phím bấm anh em nhìn này, mới tinh, mới tinh luôn nhá. Cây này thì còn chưa bị tháo cái táp ly này, với xe Đà Nẵng. Với xe Đà Nẵng thì hơi lo ngập, nhưng mà con này thì nói thật với các bác là khi xem qua thì em thấy là không có hiện tượng đấy. Đây, cái phía mà bên người, kiểu người ngồi bên phụ ấy, thì là phía như này. Con này thì bọc thêm một bộ ghế, chắc chắn là nếu anh em nào có mua thì phải bọc thêm một bộ ghế vào, không thể để cái bộ nguyên bản này được. Bộ nguyên bản ghế nỉ mà còn mới như thế này thì anh em nhìn nhé. Này. Đấy, này. Đấy, ghế nỉ mà còn mới như thế này. Đấy, này. Cần số này. Tay phanh này. À, phần này cũng thế. À, đây, sang cho anh em. Cho anh em xem cái vô lăng. Cho anh hỏi một tí, Đà Nẵng nó đợt vừa rồi mấy cái lần ngập như thế thì xe của mình để ở đâu? Xe em chắc chắn là không có đặt
vì bên này em đảm bảo là bên này à? Bên này không bao giờ ngập. À bên này không bao giờ ngập đúng không? Bên sao nó dỉ nhiều thế này? Đây nữa này. Đây này. Ốc này ra này. À. Ô trời ơi, con này. Con này thế nào sao nó dỉ nhiều. Cái gì? Vừa đi rửa máy về này. Con máy à? Dạ. Con này có ngập không đấy? Không à, đảm bảo. Đảm bảo không ngập. Dạ, đảm bảo. Sao nó dỉ nhiều này? Chỉ có em để em không đi thôi, chứ còn không có dụ. Thường với một con xe mà 4 năm mà nó không đi thì anh cũng nghi lắm. Nhưng mà để ngoài trời hay để trong hầm? Em để phía ngoài nhà em luôn á. Nhưng mà ngoài trời mưa gì? Em có đi Trung Quốc là 7-8 tháng. Như vậy không có đi. Đấy. Xe không đi là nó sẽ có hiện tượng em đấy nhá. Mình ạ. Ngồi chờ là 7-8 tháng. Nhưng mà sao? Em không có đi. Cái xe không đi là nó sẽ có sẽ bị nó cái nó đấy. Dỉ nhiều đấy. Này nhỉ. Đấy. Những cái này nó dỉ thì nó bình thường. Nhưng mà xe không đi nó sẽ có cái hiện tượng đấy. Tuy nhiên với những con nào mà nó phủ nhũ ấy, thì không sao. Đấy. Nhưng mà sao cabo bên kia có tháo không? Cabo bên này tháo rồi. Cabo này thì anh thấy cabo là 100% tháo rồi. Ừ, cabo thì tháo rồi. Cabo. Em từ ngày em mua rồi nó có bị đâm ở đâu không? Không á? À? Thế là ai tháo ra làm gì nhỉ? Thế này thì nhân viên em đi cắt tông ở đâu rồi? Sao nó gì hết thế này nhỉ? Anh chưa bao giờ gặp con xe nào gì thế này. Xe để không em? Em chưa gặp xe để không đúng không? Xe để không mà trời nó ẩm là nó sẽ bị tất cả những con ốc nào mà không sơn nhũ. Đây này, em nhìn những con nó sơn nhũ này. Không sao cả, con nào không sơn nhũ bị hết. À, kiểu như gió biển. 7-8 tháng, tại vì em đi Trung Quốc. À. Đi Trung Quốc là học viên chức á, nên là em có để xe ngoài là 7-8 tháng. Tại vì với lại ở nhà là cô gì giúp việc không có biết đi xe á. À không biết đi để một chỗ đúng không? Đây là em để một chỗ đấy. Có một cái thế chính vì vậy mà cần đến năm nó mới chạy được hơn 2 vạn à? Anh này. Hả? Nó rỉ cái này nó rỉ quá nhiều luôn đây này. Phải rồi. Đây nó mọt hẳn cả cái này. Cái đấy cái chân máy để lâu quá thì theo đây. Anh về phải thay cái chân máy đi. Đây. Thay cái chân máy, bây giờ xem cái gầm ngon, tất cả là nó là ok. Còn mấy con ốc mà không bị sơn nhũ, để ngoài kiểu gì cũng thế, cũng bị. Đây gầm đây này, đấy, nhìn gầm này. Đấy, thấy chưa? Đây, mục bọt gì đâu, này. Đấy, kể cả ống bô bên trong kia. Đấy. Xem tiếp gầm phía sau cho anh em xem. Đây. Đây. Đấy, con này không sơn phủ gầm nhé, con này sơn phủ gầm mà phát thì vô tư luôn. Em đi ấy, em đi qua Đăng không, qua Hữu Nghị Quan không? Dạ, đi rồi, chắc chắn rồi. Đứa mày vừa lên có hướng mời không? Mitsu. Con này chưa sơn, tất cả các lỗ đều còn nguyên. Thế nó tháo làm cái gì nhỉ? Biết tháo làm gì luôn. Hình như sơn lại đây này, nhìn đoạn này. Nhìn đoạn này kiểu sơn lại. Có đánh bóng nữa này. Có bột đánh bóng có ở trong này. Có cả chuột này. Cắt đây rồi, cả bên kia cắn này. Đây là những cái con ốc mà nó không, nó có sơn nhũ thì nó còn nguyên này. Con nào không sơn nhũ thì đa số là nếu mình không dùng nó sẽ bị dỉ. Đấy, chắc chắn là như thế luôn. Đây, bây giờ kiểm tra tiếp nhá. Một con xe ngập nước. Thường là sẽ nó sẽ bị tháo. Ví dụ như tháo phần tắp đi cửa này ra. Anh em nhìn này. Của nó còn nguyên, ốc còn nguyên nhé. Đấy, cái này còn nguyên nhé, không có vết cậy nhé. Đấy. Cửa thì không bị tháo. Đây. Đấy, cửa hiện tại đang không bị tháo. Lớp nỉ này là vẫn lớp nỉ zin. Đấy, chưa làm ấy. Xem nào. Đây thì mình sẽ cần phải xem thêm. Con ốc này. Ốc này. Đấy, chưa tháo ra này. Đấy, nỉ là vẫn nên nỉ zin theo xe này. Đó. Tiếp tục mình kiểm tra thêm một cái nữa, đó là chính là cái các cửa tiếp theo. Cửa này cũng vậy nhé. Ốc thì ốc zin này, chưa tháo này. Phần này cũng thế. Đấy, bây giờ em cần kiểm tra thêm cái hệ thống điện của cái phần vô lăng. Ở chỗ bên dưới vô lăng. Đầu tiên là xem cái chân côn chân phanh. Ok, chạy rất ít nhá. Để 7 tháng không đi. Sao lại có thể mua xong để 7 lâu lắm không đi gần đây này. Nhìn bên trong. Lâu lắm không đi về đấy mình dọn rửa lại. Đây, với con Xpander mà chạy nhiều thì cái này nó bạc mất này. Cái này nó bạc mất này. Đấy. Cái này cái bạc mất này. Đấy.
cần số còn nguyên này, các phím này chưa hề bị gì này. Đầu thì vẫn đầu theo. Đấy. Giờ bây giờ em cần kiểm tra thêm sâu thêm về về cái điện ở bên trong. Đấy. Ừ, các bác nào gọi điện thông cảm. Cửa này vẫn chưa bị tháo ra nhá. Chưa bị tháo ra nhá. Bây giờ em kiểm tra sâu thêm về cái điện điện nằm phía bên trong. Đấy, đây. Đó. Đây. Cái này của nó cũng rất là còn sạch sẽ luôn nhá. Kiểm tra sâu thêm vào trong này nữa thì cái lớp lót này của nó vẫn còn nguyên này. Anh em nhìn nhá. Đấy, các ốc này chưa bị tháo nhá. Đấy, đây. Đây anh em này, dấu sơn thứ còn nguyên này. Đấy, là bởi vì sao? Nếu như trường hợp mà xe bị ngập nước chắc chắn phải tháo hết cái đấy ra để mà lột cái lớp này ra anh em. Đây, lột cái lớp này ra này. Đấy. Thế nhưng mà cái lớp này chưa bị lột và tất cả các ốc này của nó là đang là còn nguyên. Đấy, không vấn đề gì. Đấy, ốc này vẫn zin này. Xoay sâu vào trong kia nữa. Đấy. Ok. Tạm thời con này đúng là đang không có bị ngập nước. Rồi. Tất cả các cửa này thì đều chưa bị tháo. Rồi, chưa bị tháo. Gầm thì ok. Không, bên này nắng thì ngập còn chỗ bên này. Gì mới đầu nó ốc đây này. Ủa, có cái đinh gì là cái que cây. Cây. Ô, công nhận là con này về phải thay chân máy à? Chân thay máy, chân máy rồi đấy. Chân máy nó không thể lên. Chân máy về phải thay rồi. Cả đằng kia nữa, anh nhìn ngó xuống đây này. Đây này, nó rỉ bên trong. Ừ. Con này đúng là không để lâu không đi thật. Nhưng mà liệu có ngập không? Anh tìm về miền Trung lắm ấy, mà nhất là người Đà Nẵng, anh vào Đà Nẵng. Em biết không là hai vợ chồng anh là năm ngoái vào đây chơi một tuần. Đây, anh em nhiều khi cũng kiểm tra cái có ngập hay không ấy. Thì thường thì ngập ấy, thì cái hệ thống điện người ta phải tháo ra hết, dỡ ra hết. Nhưng mà tất cả những cái rắc điện, cái thứ này nó vẫn còn gần như là còn nguyên. Đấy. Không đâu mới. Bên trong này. Đấy. FPT. Đây. FPT chắc chắn bị ngập luôn. Đấy. Anh có biết FPT cách đây bao xa không? Khoảng mười mấy cây. Đi xe bao xa không? Mười mấy hai chục cây đi dọc bờ biển đi lên nó gần một Quảng Nam. Em có bắt tụi bên nước mà em không biết. Rồi. Lắm đấy, giàu đấy. Hay là anh vào anh. Cái mà để lâu như cái máy phát này này, về cái dung dịch rửa phát nó sạch luôn ấy em không biết. Nhưng mà mấy con ốc han này mình phải thay nó đi. Không phải, đây này, bạn này là bạn ấy vừa đi rửa rồi anh hình dung không? Đây này. Rửa gọi là rửa xịt qua thôi chứ không lấy được đâu. Chứ cái này đã rửa gì đâu. Chứ gần như chưa rửa gì. Rửa xong giờ là phủ cái bóng lên cho nó mới thôi, không thì để nó cũ lắm. Cái này tháo làm gì? Thì anh không thấy có cái hiện tượng đâm đâu. Đây là capo, vẫn là capo của nó này. Đấy, nhưng mà khả năng là sơn thôi. Có bị móp phát nào không? Kiểm tra hết kính cho mình. Chạy có hơn 2 vạn mà. 2 vạn lốp mà mòn thế này. Con này lốp trước ấy chả thế. Mới lại lâu rồi, không phải đâu. Con này không phải nó mòn mà là nó bị dạn là sau cần đến 5 3 4 5 nó dạn. Xem kính các bạn. À, kính còn nguyên. Ok. Xước sát xem nào. Thứ nhất bây giờ kiểm tra nhá, xước này, về phải làm lại cả cánh này này, đây xước này, làm lại cả cánh này, đấy, đây này, cánh bóng này, cái cản, cái cản trước này là phải sơn này, oh my god, đây có một vết chấm này nữa này, về cần làm đẹp này, đấy, đây nữa này, wow. Đây này. Ơi trời. Mấy cái vết xước răm răm này về phải làm hết rồi. Đấy. Đây chỗ này này, cần phải làm này. Đấy, đây nữa này. Ôi trời ơi. Gần như là phải tỉa tót cái thứ quanh xe rồi. Đấy. Chạy thì có hơn 2 vạn. Dưới móc hết. Lang thang Đà Nẵng các bác ạ. Đấy. Chưa chi đã thấy mất tiền rồi. Thôi bây giờ đợi ở đây. Đợi gọi cái taxi được kiểu gì ta. Taxi Đà Nẵng gọi thử.
đéo biết vị trí nó ở đâu luôn. Taxi xanh của VinFast. Đây vừa nghĩ là đó đường mô. Hả? Đó đường mô. Đây anh đi đường này. Đường nào ra bờ biển được anh? Đường nào ra? 360. Nhìn thấy cam nó đẹp nhỉ? Bà đi. Con này đi có tốn pin không anh? Không chứ. Ngày tốn. Mình sạc mấy lần? Sạc tôi sạc lần đài ở đây 300 cây nữa. Đi đi thành phố được 300 cây. Một thành phố cửa 250 nữa. À rồi. Một lần sạc là được hết bao tiền? Sạc mà từ 3-4% trở lên 100% là cửa 140-130. Wow, thế thì nó cũng rơi vào khoảng 500-600 đồng 1 km điện đúng không? Tháng 3 mà chạy rồi 3.500. Thế anh chạy được 1 tháng chưa? Con này 3-4 tháng à. 3-4 tháng km. Có cảm thấy có lời không? Có ổn không? Không có ăn được cơ bản mà. À, nhưng mà có nếu mà so với xe xăng thì anh còn được lời nhiều không có chứ? Nếu mà so với xe xăng thì chạy cái này sướng hơn chứ. Tức là mình vẫn lợi lời nhiều hơn. Lợi tiền hơn đúng không? Lợi tiền hơn sáng. Thì bên này có lương cơ bản mà 25%. Nếu mình chạy dịch vụ taxi chạy nên sướng hơn cái taxi truyền thống đó. Truyền thống nó chia mình 50% đấy. Ừ. Nhưng mà mình chạy tốn tiền xăng nhiều quá mà. Đúng rồi. Hiểu đó. Ví dụ mình chạy triệu taxi lương triệu kia được 500.000 nhưng mà tốn mất cỡ gần 300.000 xăng rồi. Nhưng mà cái này của anh là không cần thuê pin thì công ty nó tự chịu là đúng không? Nó chịu hết, mình chỉ có tốn tiền sạc thôi. À tốn tiền sạc à? À. Ừ. Tốn tiền sạc và được 25%. 25% nữa. Ừ. Nó ăn 75%. 75% cả. À dù. Nhưng mình có lương cơ bản 7 triệu. À 7 rồi triệu rồi, 7 triệu lương cơ bản. Ok rồi. Ngoài ra thì mỗi km ăn 25% tiền điện mình chịu. Thế thì bác một tháng bác làm thêm 7 triệu thành 14 triệu là ok rồi. Được không anh? Được 15 triệu tháng không? Không có, chạy cái này. Ô, từ. Chạy cái này. Chạy nhanh với trời. Chú xem có chỗ mì Quảng nào cho ăn bát. Mà thôi cứ ra sát bếp bếp bột. Kiếm chỗ nghỉ đây em ơi. Về cất cái túi đi đâu đi bác ơi. Hai phòng à? Đây là phòng này. Ôi, cho luôn hai phòng, mỗi thằng phòng. Dạ, em có phòng, một phòng ở tầng dưới, một phòng ở tầng trên. Ừ, anh lấy có tiết tưởng một phòng này được không? Dạ, phòng đây 400 ạ. Nó khác nhau gì đấy? Dạ, khác nhau cửa sổ và view anh ạ. Ồ. Phòng cửa sổ, trên đây cho anh ở phòng này luôn. Xong cho anh đại ca của anh lên trên phòng tập trên. Dạ. Chỉ có ngủ thôi mà. Đây là phòng 400 đúng không? Dạ. Ôi, tối om om luôn. Lên tầng trên đi. Thôi rồi, lên tầng trên cũng được. Anh lên tầng trên. Cho anh lên tầng trên thôi. Phải ngủ không mà. Đúng đúng cái quán hôm trước mình ơi. Đúng cái quán hôm trước ăn với vợ chồng ông bán bên một bên bên dưới này. Đâu xem nhá. Đâu cái phòng phòng kia đâu? Dạ đây ạ. Chẳng qua anh nhìn thấy em lấy tân ngồi đấy đang xinh quá anh vào thôi. Mở thẻ nhỏ ạ? Dạ. Ok. Anh cho em mượn lại căn cước của mình với ạ. Ok, để anh một chút. Sau khi hôm qua uống mấy lon bia, sáng nay dậy, uống một lon. Uống có một lon rồi. Sáng nay thì hai anh em dậy lang thang lếch thếch ở bờ biển Đà Nẵng. Sơn trà. Giống như trông như hai thằng vô gia cư ấy mẹ ạ. Thì cũng bán được hai con. Ờ được rồi, hôm qua có im người về rồi. Bán rồi. Con VinFast về cũng bán rồi ngày hôm qua. Sáng nay chốt kèo con im 10 rồi. Đấy. Bây giờ là hai anh em đi lang thang ở Đà Nẵng, vừa tìm điện xe mua xe xem có rồi, cái gì hay không mà không biết làm nào đi ra được Huế, có khi lại phải đi taxi trường hợp không mua được. Đấy. Còn bây giờ thì đây cho các bác xem đường Huế. Anh chỉ cho các bác xem có biết cái biển có đây. Dành kia là cái gì không? Biển này chắc là cấm dừng cấm đỗ ngày lẻ. Anh đoán thế. Đáng đỗ một số bác ở đây là có biết đâu. Ôi nhiều khi mình nói vẫn sai đấy, ở Huế mình nói vẫn sai. Đấy. Ở đây là quán cà phê được các bạn ạ. Tiếp tục đi sâu vào trong kiếm một cái món gọi là món mì Quảng để ăn xem là nó có đặc sản ở Quảng Nam Đà Nẵng. Đá tảng qua đùng luôn. Đá
trời thì mưa các bạn. Đấy, lâu lâu đi mua được cái quả trải nghiệm đi mua xe phải nói rằng là hơi bị ối rồi ôi đấy. Đây, này lại có Xpander Defender 7676 này. Con hôm qua là 5859 nhỉ? Đấy. Rồi. Đi kiếm cái quán để ăn đã. Đây và đây các bác ạ. Mì Quảng đây. Đây gọi là có món mì Quảng. Quảng gà có mì Quảng ếch không? Có thịt với gà. Mì Quảng gà đấy ạ. Mời các bác thưởng thức món mì Quảng nhá. Món mì Quảng này thì nó có cái gì đây? Có mì này, có gà này, có lạc này. Đây là mì Quảng gà, có mấy quả trứng. Đấy. Trước ăn ở đâu rồi nhỉ? Ăn ở Hội An à? Ừ. Đây. Đấy, mì đây. Quảng này, Hội An ăn cao lầu. Đây. Ở đây thêm ít rau này nữa cho vào đây để ăn. Lần này đến về đây là phải ăn mì Quảng các bác. Lần này đến Đà Nẵng thì chắc là em phải đến khoảng 20 lần. Nhiều lắm. Miễn quen cả. Mời các bác nhé, ăn sáng nha. Các bác vừa thấy em ăn sáng xong và ngồi ở trong cái quán cà phê này từ lúc 8 rưỡi sáng đấy cho đến bây giờ là 11 giờ đấy, và đi tìm và liên hệ để mà mua xe thì không mua được cái nào. Và đến bây giờ một cái cảnh tiếp theo của cái video bác xem là vừa ăn sáng và bây giờ thì mời các bác đi ăn trưa của một em. Nhoang phát lại ăn trưa, sau đó là bọn em phải bắt một cái xe, thuê một cái xe đi lên phía sang Huế. Sang Huế thì có anh đối tác đấy bảo là sẽ dẫn sang một nhà dân để mà mua một con xe, thì em đang chưa biết là mua được không. Ăn ở đâu? Bên này, đi bên này. Đi bên này á? Mưa gió này á? Thôi đi đấy, quay nhá, em phải tắt máy nhá bởi vì là sợ nước nó vào máy. Đây, trời vẫn đang mưa này. Quán bánh cuốn thịt nướng các bạn. 11 giờ không biết, chắc là có đồ ăn rồi. Bánh cuốn thịt nướng. Vừa ăn sáng. Bạn đã đến giờ ăn trưa. Ok. Đấy, khách alo anh ơi, em chờ lâu quá đây là chả thấy ai đón, mà em bây giờ là lại đi mua được một cái xe khác rồi, nên là bác hủy luôn cho em hai vé nhé. Và gọi từ 11 giờ đến giờ 12 kém 15 giá thế ai cả. Thế kêu 30 phút mà từ 11 giờ không đấy. Nhưng mà em lại đi mua một cái xe khác để em đi ra ngoài đấy rồi. Và thôi anh thông cảm giúp nhá. Và bây giờ bây giờ lại mặc cả ra xuống tiền con Xpander. Cháu trả tiền rồi chứ? Trả rồi. Thì bọn em lại tiến hành đi. Bây giờ một con Xpander thì nói thật với các bác là như các bác xem ở trên video ấy, có một số chỗ thì phải công nhận là nó han thật, bởi vì là xe cứ để lâu, kể cả anh em ở Hà Nội hay ở đâu đó để cái con xe đây mà một chỗ trong vòng khoảng 9 tháng, 8 9 tháng, 7 tháng mà không đi, chắc chắn những cái đấy nó sẽ han luôn. Nhờ bác này. Bác ơi, em muốn gọi cái taxi thì gọi giờ số nào đây? Ra gọi đây chứ cần lắm nè. Tới đâu này? Tới cái vị trí. Đấy. Thì bọn em chuẩn bị về rồi. Tối hôm qua thì có nhắn tin trao đổi và có bán thì bảo sáng nay thì bảo, nhưng mà bạn ấy làm đến tận 12 giờ đêm. Làm đến tận 12 giờ đêm. Thế là không kiểu như là không sáng nay ngủ dậy muộn, thì bọn em lại chuẩn bị bắt cái xe chung đi từ đây ra Huế rồi. Đấy. Còn 500 mét rồi. Sao mà đi được? Cách 500 mét thì không vừa thế này. Cách 500 á? À? Bây giờ gọi cô kia qua đây được không? Gọi qua quán xong, cà xong. Phê. Nhưng chắc gì đã bị lái. Hỏi thứ nè. Bảo anh cách đây có 500 mét thôi, em lái đây anh được không? Bắt taxi thì nó lại vướng. Đấy. Cách đây có 500 mét. Đấy. Thì em lại phải coi như là
anh cách em có 5 anh cách em có 500m thôi thì em có lái được xe không? Nếu mà em biết lái hả? Anh ở cái quán cà phê ngay gần đấy. Đây anh gửi cái vị trí. Cách 500 nhưng mà nó mưa anh nếu 500m rồi, nếu không thì đi bộ được. Nhưng mà nó đang mưa, đang mưa. Đang mưa quá, gọi Grab thì gần. Ờ thế chạy qua đi nhá, đây để anh gửi cho. Thế thì ngay ngồi cái quán cà phê ngay đầu này mà. Thế thì ra bộ đi bộ quán cà phê nhá. Ừ. Thế anh đi bộ ra ngoài quán cà phê. Đấy. Thì bọn em lại tiếp tục lấy con Xpander này. Bởi vì chia sẻ thật với các bác và anh em ấy thì một con xe mà để như em vừa nãy em có nói, để khoảng tầm 7-8 tháng mà không ấy, thì chắc chắn là những cái con ốc mà không được mạ nhũ nó sẽ kiểu như là bị han. Bởi vì sao? Vì nó không có cái sự hoạt động, nó ở một chỗ mãi mà trong khi đó là môi trường nóng ẩm. Các bác hình dung là nếu như động cơ xe mà nó nổ lên ấy, thì trong đấy không hề có bị ẩm nhá. Đấy, không hề bị ẩm. Thế nhưng mà để một chỗ thì nó sẽ bị ẩm và những cái chi tiết đó nó sẽ bị han. Đấy, thì những cái phần quan trọng nhất ví dụ như là trong động cơ và một số những cái chi tiết quan trọng mà đã được sơn rồi, đã được ấy rồi thì nó không bị nữa. Đấy, nó không bị. Thế thành ra là em nghĩ rằng là cái xe nó chất khá ok. Xe từ 2019 nhưng mà chạy thì có hơn 2 vạn, gọi là cho 3 vạn thì nó quá là bình thường luôn. Bạn này bạn rất ít đi. Rồi bây giờ là anh lại phải đợi. Đấy. Phải đợi bạn ấy ra đây để xem xe luôn. Vất vả không? Trời mưa các bạn ạ. Đấy, đang chuẩn bị bắt phải hủy vé này. Hai anh em phải hủy vé. Hả? Đi ăn cái chuyến đấy là chắc là đi. Cái xe đúng này rồi. Mà nó đến nhanh thì giờ đèo Hải Vân. À đúng rồi. Xe này nó mà đến từ lúc 11 giờ thì bây giờ đèo Hải Vân rồi. Lại vào ngồi tiếp. Lại vào ngồi chờ. Lại vào chờ tiếp. Còn này mà không được nữa thì rủ nó đi nhậu. Em ơi, anh lại đến này. Ngồi đây tí xe có vào đây đâu. Có, nó cho nó đậu ngoài kia. Cho nó đậu chỗ kia. Gửi vị trí cho nó đi. Gửi rồi. Gửi đúng vị trí này. Rồi, đợi tí nhá. Để bạn này đánh xe sang. Hôm qua em hỏi chủ những cái thứ đầy đủ chưa? Nó chủ luôn đấy. Có giấy tờ. Nó chính chủ đấy. À. Bây giờ chỉ còn xin cái giấy độc thân thôi. À. Rồi, ok. Cách đây có 500m rồi. Nếu mà không mưa thì đi bộ thì tao khỏe chân cũng được. Xe để đâu đấy? Cái gì cơ? Đang đi về á? Đánh xe ra đây. Đây để tí để đây. Tí để ra đây là được, đánh xe ra đây. Ừ, em lại. À em đi cùng em á? À rồi để anh đi. Để anh tí đi nhậu nhá. Em không biết anh lái xe à? Biết chứ. Biết á? Em mới về công ty về. À đấy á? Ý là sao không lái? Đó. Xem định vị thì nó cách ở đây có 500m. Từ đây đến nhà em là bao xa? Thì công ty chỗ này này. À. Công ty cái thưởng bên đó. Sáng đi bộ à? Đi bộ. À. Vận động. Từ đây về nhà khoảng mấy trăm mét nữa? 300-400m thì mới. Gần mà, đi qua cái chỗ này là tới rồi. À. Ở đây có một căn mà để cho thuê à? Không, cho nhân viên làm việc cái ấy mà. À, công ty to thế. Rồi đâu? Ủa, họ mà mình là không ăn lương thôi. Hôm qua sự cố gì mà mãi 12 giờ đêm mới xong? Dạ, vận chuyển đèn hải quan nó không cho qua anh. À. Thì container qua rồi nó không có cho rồi. Qua quan đó anh. Ừ. Không thì kiểu cũng phải ăn đó anh. Tiền. Ừ. Rồi xử lý nhưng mà kiểu như là thuế má đồ mọi thứ là giấy tờ đồ là bắt buộc mình phải. Cái gì? Phải đi bộ. Thì có sao đâu. Thì lên xe ngồi, lên đi. Rồi từ đây lấy xa, lên đi. Ủa xa đâu. Nào, lên. Vén cái áo mưa lên là ngồi được. Vén lên. Ước xe. Không được, nó bằng nỉ nó khắc khô. Em cứ vén lên cái là được. Vén cái áo mưa lên là ngồi được. Thường xuyên thì ai hay đi cái xe này? À, em. À, cởi luôn, cái gì nữa à?
con này thì thường xuyên ai đi hả em? Bảo con xe này thường xuyên là ai đi? Xe này thường xuyên là nhân viên của em chở em đi. À, nhưng mà có công ty rồi mà cũng lại mình đi việc riêng á. À. À cũng có lái xe riêng luôn. Hôm nay em cũng kêu lái xe, để cho lái xe về lái xe. Em định nói nữa. Em làm ở công ty được bao nhiêu năm rồi? 8-9 năm rồi. Thấy giờ lâu nhỉ. Thì công ty cũng ở bên Việt Nam này cũng đông phết rồi, lâu phết rồi. Cửa hàng thì đi muốn. Rồi. Chạy gì mà 2019 nữa rồi. Rồi dịch 3 năm đúng không? Ừ. À. Trả lương trong 3 năm, nó trả tiền thuê tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ cho nhân viên cái thứ luôn. Đúng rồi, mà nó còn trả tiền thuê mặt bằng tất cả mọi thứ trong 3 năm nữa. À. Nó cũng mạnh. Rồi. Nhưng mà chắc qua năm giữa tháng 3 nó mới hoạt động mạnh nhất. Giờ chúng hết chưa. Ơ, cái giấy tờ xe em có mang ra đây không? Dạ có chứ. À đấy à. Đậu ở dưới đường được nhỉ, xong anh em mình vào quán cà phê. Đấy, xong chạy vào quán cà phê một tí là được. Rồi. Đi xuống đi. Em cầm cái ô à. Cái ô treo quán cà phê. Đấy các bạn. Đi đón chủ. Em chủ em vào tận đây. Xe thì hôm qua xem kỹ lắm rồi. Không cần đâu, vào đây. Anh bấn gì? Chả có gì mà không dám nói cả. Vừa chụp được cái ảnh sánh đôi bên nhau rồi. À đấy. Chào em. Anh không quay đâu, anh livestream. Ê ngồi đây em. Đây chủ xe này các bác này, sinh năm 98. 98 hay 99? Chuyện này với anh em mình đua nhau giảm cân nhá. Thứ nào ấy. Không phải, nhà thì ở đây. Nhưng mà xe thì để trong này. Thế đợt trước là ra em nhờ người mua xe cho, xong mua xong mới biết là cái xe này là số sản. À, thế em lạ à. Tức là nó là công ty. À. Tức là đâu, xem tên cá nhân. Không, của cá nhân em mua cá nhân, nhưng mà nhờ ai đi mua cho, mua xong biết số sàn có đi mấy không? Đi mua cho xong rồi đi nhận xe cũng nhờ người khác đi nhận luôn. Đúng rồi. Không, nhưng mà không cắm ngân hàng đúng không? Theo như anh bảo ấy. Dạ. Không cắm ngân hàng đâu đúng không? Mua đứt luôn đúng không? Tất nhiên rồi, không. Vì là khi mà cắm ngân hàng ấy là anh bắt buộc anh lại phải giấy xin cái tờ giấy nó gọi là trả luôn tiền mặt một lần luôn. Tức là anh hỏi như thế chứ không phải là lo em hiện tại vẫn đang nợ, em hiểu chưa? Mà anh lo như vậy là để anh hỏi ngân hàng luôn, không có nợ đâu. Không. Ý là anh bảo nếu để mà xin mà cái giấy ngân hàng ấy là phải có cái giấy nó gọi là giấy giải chấp. À, không có. Ngân hàng 100% không có. Chưa bao giờ vào ngân hàng từ nhỏ luôn. Có em có căn cước ở đây không? Cho anh mượn cái căn cước một chút. Thế anh mới bảo là từ hôm qua giờ chưa thấy mặt thì anh mới ngại. Ngại đi. Căn cước. Vì là bây giờ là mình mua của một người nào đấy mà mình không nhìn thấy cả mặt họ thì biết sau đâu mà tìm, nhớ em lừa anh thì anh biết đâu mà tìm em. Căn cước của mình mua rồi. Cái này hết rồi, bảo hiểm hết rồi. Bảo hiểm 24 mà.
bảo hiểm 24. Cả bên trai được không? Chính là nghỉ 24. Thế chứng minh nhân dân được không? Không, bắt buộc cái căn cước đâu? Chụp cái hồ rồi không nhớ. Trong ảnh có không? Trong ảnh có, em có chụp ảnh. Điện thoại có không? Đây mượn anh cho mượn cái sạc điện thoại của anh cực nhanh luôn. Cái tầm này mà hết pin thì sạc được. Đà Nẵng mưa to quá các bạn ạ. Bạn chủ thì bạn ấy về rồi, bạn ấy được chụp cái ảnh căn cước cũng như là về để lấy giấy độc thân rồi. Thì bạn ấy gửi cho em sau và bây giờ thì bọn em sẽ phải chạy ù ra ngoài xe kia để lên cái xe kia để khởi hành đi thay dầu cho nó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sẽ chạy đi sau đó là di chuyển ra Huế. Từ đây ra Huế thì mất 100 km. Thì với thời tiết mưa như này thì có lẽ rằng bọn em sẽ di chuyển mất khoảng 2 tiếng rưỡi. Đấy, tối nay em dự kiến là có mặt ở Huế nhưng mà không biết là có kịp hay không. Vì hiện tại đến bây giờ thì cũng đã là 2 giờ rồi. Đấy, bây giờ còn đi kiếm chỗ thay dầu nữa đây. Đấy, bây giờ em chạy ra khỏi mưa đấy nhá, xong em tắt máy quay đi các bạn, không là, là kiểu như là mưa nó vào máy quay. Đấy, mưa to lắm, bây giờ nó tạnh tạnh rồi, bọn em phải chạy ù ở ngoài đấy đã. Ôi giời, chạy kiểu gì đấy, chỗ này bây giờ đầy nước rồi này. Bây giờ mà nhẫm phát là tụt giày đấy luôn, em phải chạy vòng ra kia. Đấy, vòng ra xe. Đấy, ok nhá, em tắt máy đã. Không biết là có thay ở đây người ta có nhận thay dầu không. Hãng thì lại phải đi vào mãi trong trung tâm thành phố cơ. Có đấy các bác ạ. Em nghĩ rằng có rồi, gara mà. Mẹ cái đầu. Đấy. Chết máy. Về số 1. Em thử hỏi phát này, ở đây như gara chăm sóc rồi thì phải. Thấy có biển cát trôn thôi nhưng mà cũng có cái gì lắm em ạ. Thôi thôi đi, thôi. Đi vòng tí. Em nghĩ là, anh nghĩ rằng nó đi vòng tí nên người ta ấy. Rồi thôi 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 thôi. Em thử ngó, em hỏi phát nào. Ngó cái đầu sang bên kia này. Hỏi ngó cái đầu sang bên kia. Có ai đâu? Chú ơi. Ờ, tức phi phi thẳng vào. Vào tí nữa. Lại vướng vào cái con Land Rover. Chú ơi, mình có thay, có thay dầu xe không ạ? Có. Vâng, thay cho em với. Thay dầu cho ở bên đó. Vâng. Để tí cho kia. Để cho dầu khô khô kia em ạ. Vâng, vâng, vâng. Thay con cam gì. Ơi mà. À ok. Thay dầu. Thay dầu cơ cho nó ngon các bác ạ. Cứ yên tâm. Chạy xa chạy chạy phát về. À. Cho nên là cần phải xử lý. Thay dầu cho nó ngon lành. Có loại gì không? Có loại gì? Loại gì tốt tốt không thay anh? Thay cái dầu xịn xịn mà quang máy thì vẫn có vẻ khô ráo sạch sẽ đấy, nhưng mà vẫn cần phải thay cái dầu nó ngon ngon và anh em chạy về sau đỡ phải thay đấy. Thay dầu cho con Xpander này các bạn. Cắt trôn à. 15W40. Nhớt dầu động cơ. Can này can 4 lít. Bảo vệ chống cặn bùn, giúp kéo dài tuổi thọ động cơ. Nhìn này làm sao biết có chính hãng hay không nhỉ? Ngày sản xuất tháng 22 tháng 6 năm 2023. Đó, đang giúp gầm để thay. Con này như hôm qua em xem đấy, là cái chân máy này về cần phải thay này. Đấy. Về cơ bản thì cái khoang động cơ của nó từ cái chất này là vẫn còn rất là ok luôn. Đấy. Không sao, đi rất nhẹ nhàng, phải nói rằng là con này đi chạy dịch vụ là đúng bài đấy. Tiết kiệm, nhẹ nhàng. Đang xăm dầu rồi, ở đây bao tiền như vậy đấy. Chị ấy của em bao tiền nhỉ? Không, lấy cả cái can đấy luôn. Không, không cần tính bao lít đâu. Còn cái nước rửa kính không? Nước rửa kính. Nước rửa kính cho em luôn, lọ đổ vào. Có. À nè, thế thì đợi thanh toán luôn. Rồi, ok. Còn một tí để bố mình cho cốp sau. Hay cho ra từ cái sau ạ. À, bây giờ em sẽ khởi hành đi. Đi đi.
anh kiểm rồi. Ừ. Đi Huế và đi Huế bằng một cái bằng đường cao tốc mới để xem nào. Đấy, bằng đường cao tốc mới xem là nó có ok hay không. Đấy. Cái Vlog mua con Xpander thì em xin phép được kết thúc và tạm dừng ở đây. Và bây giờ em di chuyển 100 km từ Đà Nẵng ra thành phố Huế để xem và mua tiếp xe các bác nhá. Đấy. Và cái video tiếp theo sẽ là cái video của em trải nghiệm trên cao tốc Huế thì khả năng là không chắc kịp. Cái gì đấy bác? Bác lùi ra. À đấy ạ. Đang xuống. Đấy. Thì em xin dừng ở đây nhá.